quá trời lớn luôn rồi. Cái này dữ dằn à. Trời ơi, trời mất đi dép luôn. Hello chào cả nhà nha. Thì hôm nay là ngày thứ 58 rồi. Hello tiếp tục hành trình đi bộ siêu việt từ Nam ra Bắc, đụng về chai Phúc Linh của mình. Giờ Hello chuẩn bị cuốn võng mùng cả nhà để sắp xếp đi. Gần 6 giờ cả nhà. Sắp xếp võng cái đồ đạc Hello đang phơi nữa. Chất lên xe rồi đi. Hôm nay Lúa ngủ đây không biết chỗ nào nữa cả nhà. Thì Bình Sơn, Quảng Ngãi. Giờ Lúa đang gỡ cái đồ hút đinh ra cả nhà. Quá trời dính rồi, dính là tối giờ nè. Hết biết luôn à. Giờ gỡ ra rồi quấn lại đi tiếp cả nhà. Trong trời. Cái này cỡ chắc nửa ký lô cả nhà. Quá trời kẽm luôn rồi. Giờ cái bịch này hôm qua lúa như cân 6 ký gì, 6 ký mấy gì đó. Giờ đổ vô. Hết sức chưa? Giờ xuất phát đi cả nhà. Mà lúa không có mở cái dây này ra nữa cả nhà, để dây ngủ luôn. Nhà cô chú ở bên kia kìa, bên cái xe màu cam cam đó đó, đó đó. Miếng đất này cũng của cô luôn, cô chú mình đó. Chỗ nào? Đó là cái đó. Đó là địa danh ăn cơm. Quá cá cũng chắc luôn mà. Bóng quá. À. Anh biết là anh đang YouTube là trễ ngày à. Là đúng rồi. Đúng rồi, trễ ngày. Tại hồi tối em cua là em thấy ở trong quán ăn kia, hồi sáng em qua tới đó em đứng lại. Dạ. Thấy xe tải, em mới điện anh. Nãy ông em tài xế tặng cho hai lúa ăn lóc hút chứ đồ ăn sáng cả nhà, hộp cá để ăn cơm nữa. Kiếm chỗ để bán đóng dây chai với cái số đinh sắt này cả nhà. Rồi hết khu đô thị trung tâm cả nhà. Sáng ngày bầu trời thấy mây cũng đen đen kéo u ám quá cả nhà. Đây bắt đầu có núi nữa cả nhà. Nhìn trên núi sương mù quá trời luôn. Mịt mù trên đó chưa. Thế còn 210 cây nữa cả nhà.
nhìn mịt mù trên đó chưa. Khúc này đồng trống. Alo, đi từ nãy giờ hơn nửa tiếng rồi, lụm được hai chai với được lon bia với lon bò húc. Đường trống lỏng rất sạch, không có dây chai lụm. Đẹp quá trời đẹp. Cà phê đây là đẹp đi không? Dạ. Có. Thấy đẹp với sách đẹp cứ ngọt là biết rồi đó. Con bố nó lại. Đang đi thì được ông anh mời uống ly cà phê cả nhà. Thì cảm ơn ông anh rất nhiều. Đi lồm mép sẽ gặp đi tới Hà Nội luôn mà. Dạ. Bên dưới rồi. Đi bán hàng tới đây. Hôm nay nữa 58 ngày. 18 ngày hả? 58 ngày. Dạ. Dạ đúng rồi. Mình có đẩy bộ trên đường quốc lộ đẩy miết đi vậy đó. Né cho nó ngồi xịt cho nó uống ấy. Dạ cảm ơn cô với anh với chú rất nhiều. Lụm lần đầu lụm dây chai trên cây cột điện. Kiểu này chắc dễ mưa quá cả nhà. Ở con ốc bành kia luôn. Quá trời mây u ám rồi. Đây chắc nhà máy điện này cả nhà. Quá trời cây cột điện luôn. Ồ, cái đoạn đường nhìn nó đẹp một cái luôn. Công uống lượng nhìn đẹp ghê. Cầu nước mặn. Đây có lục bình sống. Chắc nước ngọt quá. Tên cầu thì cầu nước mặn. Lưới điện đây rất là lớn. Chuẩn bị vô trong khu đô thị lại rồi. Nãy giờ đẩy ngoài này lụm dây chai có cả nhà. Ốc. Cây viết, cái đầu viết nó cũng hít nữa. Cái này cái gì mà nó hít dữ vậy ta. Trời ơi, nhóc trơn cả nhà. Gần 8 giờ rồi. Để đẩy kiếm chỗ nào trống trống cái gỡ nó ra cả nhà. Chống gỡ cái dàn hút kinh ra rồi ăn sáng luôn. Sáng ông em tài xế có như mua cho ăn bịch bún nè cả nhà.
trang liệt sĩ xã Bình Nguyên, đời đời nhớ ơn liệt sĩ. Sát bên có đường dây xe lửa nữa. Sát nãy giờ chưa thấy chiếc nào chạy ngang chưa. Này, chỗ này trống trống này cả nhà, tấp vô đây để tháo cái dàn hút đinh ra. Để hồi vô tuốt trong kia, vô ngay giữa trung tâm là khó làm. Chứ làm xong rồi lúa ăn sáng luôn. Kiếm rất là nhiều rồi. Bữa nay không thấy nắng cả nhà, 8 giờ rồi mà không thấy hé nắng là nổi luôn, quá trời mây đen che. Mệt biết, quá trời dính bằng cái kẽm. Vô đây hy vọng sẽ có một chỗ để bán cái số kẽm vít này cả nhà, đinh vít này. Đinh nhỏ nhỏ này nhiều lắm cả nhà. Lỗ này nè. Nhóc trơn nè. Giờ lấy ra rồi đổ vô bao cả nhà. Cái bịch này giờ nó quá trời nặng rồi. Tại vì cũng phải là 7 kg, đổ cái này vô nữa có thể là 7,5 kg, lưỡi lam nữa nè, để mau mau lên coi còn gì nữa không. Mà có vỏ nặng thấy vậy chứ mà 7-8 kg treo đi lên xe nó nỉển bên nó nặng chứ bộ. Lượm mấy khúc dây chì này quấn vô luôn, bỏ vô luôn. Hai lúa mới vừa chút thôi bún ăn cả nhà, đồ bún giò quá trời ngon luôn. Cảm ơn ông em tài xế rất là nhiều. Thay cái simi cho nó cả nhà, miếng kia gắt hết trơn rồi. Giờ hai lúa xuất phát cả nhà, sồn hết mấy cái dây chai vô bao luôn rồi. Chuẩn bị xuống cái dốc cái gì. Ở đây có cái chợ cả nhà, đây chợ nước mặn Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
có núi trước mặt cả nhà. Chợ nước mặn ra khỏi khu trung tâm cả nhà, khúc này trống lỏng rồi. Sáng giờ không gặp tiệm dây chai nào trơn cả nhà. Chiều hôm qua cái bà tiệm dây chai ở đó mà ép giá hay lúa phải mà. Bởi con mình bả cho nên bả ép giá. Chai nhựa bả mua 2.000 dữ. Sắt mua 5.000. Rồi rau muống nữa cả nhà. Mình bà đó bà mua dây chai nên bà độc quyền bà ép giá. Nghĩ sao từ 6.000 đến 5.000 mà mua 2.500 ký. Bó tay. Trời không nắng luôn cả nhà. Không nắng mà không gió luôn. Bên đó có lễ du quy. Tự nhiên la lên hết hồn. Bên đây nhà ga cả nhà, ga Trì Bình. Đoạn trống này nãy giờ hai lúa lụm có dây chai cả nhà. Đi à, nó hơi cực tí là phải tụt lên tụt xuống vậy đó. Có cái dốc nè. Có mà ít chứ không có nhiều. Lá gai lá gai. Bữa nay không nắng luôn cả nhà ơi. 9 giờ rồi. Không nắng nổi luôn. Đẩy ra cái cua cái đầu núi ở đây toàn nằm mép bên tay trái không cả nhà. Đừng gậy xe lửa kế bên, bên kia là đường cao tốc luôn. Tài xế bấm kèn, đưa ngón tay, chào. Hơi nắng nắng lên rồi đó cả nhà. Sáng giờ mới được nắng nè cả nhà. Hai lúa chứ sáng giờ không mặc áo khoác luôn mà. Giờ nắng rồi đó, chuẩn bị mặc áo khoác vô. Cái nón còn chỉnh ngược lên luôn mà. Không có bẻ xuống mà tay sáng vậy đâu có nắng đâu. Đợi cho ông gắt gắt một xíu nữa mặc áo khoác luôn. Sáng giờ nó hầm. Không nắng hầm dữ lắm. Đây bà con trồng ớt quá trời luôn. Đoạn này không có dây chai nữa. Vô thắp cây hương rồi đi cả nhà. Vô xin thượng lộ bình an mình đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Vàng hút đinh nó dính cái gì, cái cạch. Dính nguyên cái sắt. Đầu có đinh chà bá luôn à. Chi nó kêu cạch. Lụm lột bò hút. Chỗ này có dãy chai lụm nó hơi lâu là vậy đó cả nha. Tại cái mé nó không có trơn, đi được. Nên thấy là lụm hết à. Con đường thẳng đẹp cực kỳ luôn. Núi bên kia sao mà khấu lên dữ ta. Anh chắc ai đốt cái gì bên đó quá. Alo, đang chuẩn bị đẩy lên cái dốc đó nha. Như là vô của trung tâm rồi. Nãy giờ không để ý cái bảng nữa. Ở đây hy vọng có tiệm mua phế liệu cả nha. Sẽ được giá. Như bà hôm qua thôi thua luôn á. Chuẩn bị đẩy lên cái dốc đó nha. Đây trường tiểu học xã Bình Chánh. Cụm Bình Đông. Hình như là vô khu chung cư cả nha. Nãy giờ hai lúa không có để ý nữa. Thì vọng vô đây sẽ có con tiệm dây chai bán được giá cả nhà. Lúa gắt máy đẩy lên dốc cả nhà. Đẩy được nửa dốc rồi. Hậu đi thẳng Trung Quốc trái. Đây có cái dòng xây cả nhà. Cứ đi thẳng thôi. Đây vô khu trung tâm rồi. Ngã ba chấp sỏi. Ở đây là ngã ba dốc sỏi Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Chỗ này trống trống gọng gọng nè cả nhà. Tấp vô đây để tháo cái vàng hút đinh ra. Lúa cảm giác nó dính nhiều lắm rồi.
chín rất là nhiều cả nhà, chín được cái cây lục giác đó nè, cái lục giác còn xài chắc còn xài được nè, để tháo ra cả nhà, được nhiều đây cả nhà, à, cây lục giác nè, cây lục giác còn rất là ngon luôn, còn y thinh nè, để bỏ ra để dành có gì xài cả nhà. Ồ, cái đầu này nó bị hư rồi, nó được có con đầu không ạ, tại đầu này hay mở nhiều nè cho nên nó bị hư rồi, bỏ luôn đi. Còn ơi cái đinh chà ba lửa, đinh chắc đinh tắt quá, đây cây nè, đây cây nè, đây cây nè, không có tiệm dây chai nào để bán cái số đồng đinh sắt này cả nhà. Giờ cái bịch này nó nặng dữ lắm rồi, thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ thật ra nó rất là nhiều rồi. Bịch này hay lúa nghĩ chắc cũng phải là 8 kg, cầm nặng dữ lắm. Treo một bên nữa, nghe cái xe nó nặng một bên luôn mà, nặng lắm. Có thể 10 kg luôn cả nhà, được. Chắc chắn có thể là 10 kg được luôn, đừng 8 kg, nhiều lắm. Cuộc lại rồi tiếp tục đi cả nhà, gần 10 giờ rồi. Chị trai sáng giờ hai đứa cũng lượm được ít cả nhà, chưa có đầy hung cho nên thắng nó sồn vô bao, chắc 10 kg luôn. Trời mắc gự nữa cả nhà ơi, lên cho có pin năng lượng nó sạc điện, cái cục sạc dự phòng, sáng giờ nắng còn xíu xíu mới vừa hé hé lên cho mát. Chào mừng cả nhà đến với địa phận của Quảng Nam cả nhà, hết Quảng Ngãi rồi, đây hơi xa, chụp vô hình nào, xa quá, có gần quá chứ, coi canh máy nè, 1, 2, 3 xong. Địa phận Quảng Nam, ban ngày lúc mà chưa nghỉ trưa hoặc là nghỉ tối gặp nhà bỏ không rất là nhiều luôn, còn chuẩn bị nghỉ trưa với nghỉ tối không thấy, kiếm hoài không có. Khu vực biên giới gấp biển, khu vực biên giới biển, bên đường như có tiệm mua phế liệu cả nhà, đây không có đường qua. À, cách đằng kia có khoảng 50-60 mét có cái đường cắt ngang đi qua cả nhà. Để hai lúa qua hỏi cái nếu được giá thì sẽ kéo xe ngược lại cả nhà, còn không được thì đẩy đi luôn. Cũng như bên đây tiệm cái gì ta, tới xíu rồi cả nhà. Bên đó còn tiệm kìa, à, bên đây là cái bãi chứa thôi,
để hai lúa chạy qua bên kia hỏi cả nhà. Bán số lon với đóng chai cả nhà, 5.000 lon thì 30.000 ký, mà lon không tên ký đâu. Còn đinh sắt thì rẻ quá không bán cả nhà, nên để lại. Rồi 2 ký đi. 800 cho 700 cái bao đó tới bao tới 100. Rồi nãy cục dây lại chị tịnh. Rồi 5 ký 4. Cái bao kia đâu tới 100 gram đâu anh chị, 100 gram hơi nhiều đó. Này 50 gram được rồi, chai mà, ớ ba cái lon mà. Đó 8 rồi đó. Ta có cái lon này nè, có một lon một giấy 2.000, 2 ký là 4.000 rồi, nhựa là 21, 30.000 ký là 7 là 21. Cái này 26 năm là em cho 51 năm cho 52. Dạ 52.000. Lúa mới vừa bán xong cái đóng dây chai cả nhà, thì số đinh sắt này lúa đem bỏ trước đây để cho nó chặn quá sợ bị đứt cái quai, đứt quá nặng bị hở rồi, chỉ rồi. Ồ, có cái lưỡi đấy không? Ở đây mua đinh ba cái kẽm này nó rẻ quá cho nên không có bán cả nhà. Mua có 5.000 à, nên lúa chữa lại. Còn dây chai 5.000, lon 30, thôi bán bớt cho nó nhẹ phần đó, cho nó gọn cả nhà. Còn phần đinh sắt bỏ lại để kiếm chỗ khác. Ở giữa bên đường này quánh để chứa. Số định nó dính ở dưới để hồi kiếm chỗ nghỉ trưa rồi sẽ tháo ra. Chỗ này ngon quá, nghỉ trưa có thể được mà còn sớm quá cả nhà. Giờ này như mới 10 giờ mấy hay gì mà 10 rưỡi rồi. Cái chỗ đó của ảnh luôn á, anh mới bán đóng dây chai bên kia. Đây là không biết cái gì rồi, cái gì Quảng Nam rồi nữa. Chữ nhỏ quá giờ không thấy đường luôn. Đây là thôn Hà Quân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
cũng băng luôn á. Để mũi tên thẳng luôn, không lẽ chắc là đường thẳng băng mới để mũi tên thẳng được quá. Mép bên đây không có nhà, mép tay trái thì có nhà, mép tay phải thì không có nhà cửa gì hết. Rồi 11 giờ cả nhà. Bên đây không có nhà cửa, có cây cối là cũng nhiều nè. Để kiếm chỗ nào thích hợp để có thể lũi vô cả nhà. Lúc này cây cối rất là mát mẻ cả nhà. Nhưng mà tấp xe vô nghỉ không được. Có cái đường mương. Để kiếm có cái đường nào quẹo quẹo vô á. Có cái đường này kéo xe vô mình kéo vô chứ. Còn này giờ có đường mương đâu kéo xe vô được. Ở đây có cái ngã ba nè cả nhà. Có thể quẹo vô trong đó kiếm cái trái cây nào để nghỉ được cả nhà. Để đổ gác đồ gác đinh lên cái. Kéo vô bên trong cả nhà. Có chỗ nghỉ vô đây thôi, đẩy hồi nữa là không có chỗ thì đẩy hoài. Giờ cũng đang 11 giờ mấy, 1 giờ mấy rồi đó. 1 giờ mấy rồi nữa. Mới 9 phút rồi. Đây đi. Bên đây cùng đường nè, chỗ này có cây nè. Có thể kiếm cái chỗ nào để dằn võng nghỉ được cả nhà. Dù nghỉ mệt hồi cái rồi tháo cái dàn hút đinh như coi mấy cái chai ít quá. Ôi sồn vô bao. Dỡ dàn hút đinh ra được rồi. Đây được rồi cả nhà. Vô đây bẻ mấy nhánh cây nhỏ nhỏ cái dăng cái võng nằm nghỉ được rồi. Trong đây đường cùng. Thôi, đây đi cả nhà. Cái này cũng ít cả nhà, chứ không có nhiều. Sẵn nghỉ trưa thì gỡ luôn cho nó sạch sẽ. Đầu giờ chiều mình đi cho nó thoải mái. Cái đinh này cả nhà. Ít thôi. Giờ gỡ bỏ vô trong bao. Chai thì nãy giờ lúa lụm được nhiêu đây. Cái bao giờ nặng quá trời nặng rồi. Để xe luôn đi. Để lột ra cái đem đó chút thôi. Lúa mới vừa hâm cái bánh chưng cả nhà. Cho nó nóng lại ăn cả nhà. Tại vì bánh chưng này hôm là bỏ tủ lạnh rồi đem ra từ sáng giờ rồi. Nên lúa hâm cho nó nóng lại. Hâm nóng rồi cả nhà. Còn nóng quá. Trời nó nguồn nguồn tí ăn cả nhà. Hồi lúa lấy cái muỗng sắn ra làm tư này, cho nó có cái hơi nó vô trong cho nó nóng. Hồi lúa mới thử rồi, bên trong nóng hổi luôn. Hồi lúa mới vừa giăng cái võng xong cả nhà. Đây, đang cầm tô bánh chưng. Để lên võng ngồi ăn cả nhà. Em mời cả nhà ăn cùng với hồi lúa nha. Ăn nhiều đi chắc no tới tối luôn quá. Ráng ăn cho hết luôn cả nhà, chứ giờ để lỡ cỡ thì cũng không được. Ráng nhai cho hết luôn. Mời cả nhà ăn bánh với hai lúa nha. Đang ngồi trên võng hơi lắc cả nhà. Đang ngồi trên võng á, nó hơi đung đường xíu cả nhà. Không có lấy cái ghế ngồi. Ngon. Nhưng thịt cả nhà rất là ngon.
Đây cả nhà xem nè, bên trong nó có thịt nè cả nhà, có nhân đậu xanh đồ nữa, rất là ngon. Ăn hết nổi cả nhà ơi. Còn nhiêu đây? Giờ để đây nghỉ trưa ăn chập rồi chiều chiều thấy hơi đói thì sẽ lấy cái ăn cả nhà. Chứ giờ hai lúa ăn hết nổi rồi. Còn cục. Giờ bỏ vô nồi. Đầu giờ chiều cả nhà. Giờ 1 giờ 9 phút rồi. Hai lúa dọn dẹp dưới cuốn cái võng rồi lên xe đi cả nhà. Hai lúa mới vừa ăn xong cái bánh, mới vừa hết luôn cả nhà. Ăn hai lần mới hết cái bánh. Giờ chắc bếp ga với cuốn cái võng rồi đi cả nhà. Với quần áo hồi lúc đang phơi kìa. Khô chắc khô rồi đó. Sắp xếp đồ đi cả nhà. Trời cũng không nắng nổi luôn mà. Ui miết à. Bắt đầu xuất phát cả nhà. Nắng hé hé lên rồi nè. Văng cái võng chỗ này nằm mát thiệt cả nhà. Mà trời không mưa mà tối mà dân ngủ là sướng lắm, mát mẻ lắm, yên tĩnh lắm. Chui trong lùm cây không ai biết chứ. Để kéo ra một lộn hạ cái hút đinh xuống. Nãy lúa gỡ đinh đồ sạch sẽ hết rồi. Lụm mấy chai nước này. Này mà trên nước của xe khách tấp lại dục. Mới vừa đẩy ra làm có lý ta. Có chục chai rồi. Tại ngay đây cái bãi đất trống á, xe thường hay tấp vô đây nghỉ rồi, nghỉ ngơi xả bọng rồi. Rồi thẳng tiến thôi cả nhà ơi. Đường Quảng Nam quốc lộ. Rất là nhiều nhà bỏ trống rồi cả nhà. Nãy giờ hai lúa đi thấy nhà bỏ trống quá trời luôn. Giờ thấy nhà bỏ trống vậy đó. Tới chừng chiều tối mà chuẩn bị đi nghỉ là kiếm không có đó cả nhà. Ngộ vậy đó. Ghe chai lụm ở đây có nè cả nhà. Lai gai. Bầu trời không nắng nổi. Chiều nay sạc pin điện thoại là hơi thiếu rồi. Hơi bị thiếu rồi. Đường rất là thẳng luôn cả nhà. Đường thẳng băng luôn. Đường thẳng đi thấy ngán lắm cả nhà. Thà nó cong cong quẹo quẹo vậy mà đi thấy dòm không ngán. Đường thẳng đi có đường một. Đâu hoài thấy con đường mà. Nhìn thấy nó ngán ngược à.
là ông trời không có nắng gắt. Ui ui ui, khỏe. Đi rất khỏe. Nhà này bỏ mà bị chốc nóc trơn à. Kiểu này tối này dễ mưa lắm á cả nhà. Này bắt đầu có cua rồi cả nhà, hết thẳng nữa rồi. Bây giờ chạy làm quạnh cứ. Ở đây là thôn Hòa Mỹ. Mới ôm cái cua, lại ôm cái cua nữa, hai cái cua rồi. Kia có cái tượng đài rất là cao luôn cả nhà, chắc hồi lội cái cua qua tới đó đó. Chắc đánh dòng cái cua qua đó đó cả nhà. Lăng cô 129 cây. Xe cả nhà, coi có đinh nhiều chứ, nhìn cũng khá khá rồi nè. Sẵn ghé vô đây luôn đi, ghé vô lấy ba cái đinh ra với sồn đóng dây chai vô bao. Nãy giờ đi cũng lâu rồi, 2:45 rồi. Số đây là dây kẽm nhiều cả nha. Alo, mới hút mấy cái dây chai vô bao hết rồi. Giờ gỡ cái này đổ vô nữa cái rồi đi thôi cả nha. Giờ cái túi này giờ để đây luôn à. Không có kinh ra bên vô nữa. Có nặng chịch à. Hồi đạp cho nó dễ dễ xuống cái nữa rồi cuột lại. Alo, tiếp tục xuất phát cả nhà. Cái bao về chai đó chắc khoảng cỡ 1,5 kg được.
đường này ba cái đá nhỏ nhiều quá, nó văng vô trong lề. Đây xe tải, chắc ba cái xe tải cát đá nó chở nhiều. Nếu mà đẩy sát vô mấy trong là dính mấy nhiều nè, sát mấy trong thì đi đá lục cục không à. Bị phất cây che không thấy cả nhà. Lúa không thấy rõ cả nhà. Trời cháy nắng quá. Đây có cái đường lên này cả nhà. Cũng có rất là nhiều người lên đó tham quan à. Cho dây chai luôn cả nhà. Rồi chú để đất con đi. Để dưới này con đạp bỏ con bao. Để này là chắc chỗ tiệm của chú để tắm heo. Để có xe heo mới tắm xong. Cái đoạn bên tay phải này không có nhà cửa cả nhà. Đa số là cắt chồi tum tum để tắm heo hoặc là sửa chữa giá giỏ rồi thôi cả nhà, chứ không có nhà ở. Còn bên tay trái toàn bộ là nhà ở hết. Rồi 2 4 điểm cao điểm là 1. Ôi trời ơi, 2 4 6 8 con, 9 con, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con. Né trời ơi, giờ đây 2 con hết hồn, tưởng đâu 2 con chó có sừng nữa chứ. Tự nhiên đang dòm mấy con chó cái tự quay lại dòm ngược bên kia thấy 2 con dê thấy có sừng giật mình. Đây chuẩn bị xe công ty gì đây quá trời nè. Quá hết sức rồi, gió dữ rồi.
tàn thuốc. Ôi, là từ hồi trưa giờ không thấy tiệm dây chai này luôn cả nhà. Những cái đống sắt đó, nó nặng quá, cả chục ký lô mà. Cái tấm đinh sắt để bán cả nhà. Ở đây cô mua phế liệu sắt nước sau đây, nước màu vũ khí cả nhà, sách là đuối cái tay luôn á. Mười ký mấy? Hít về đâu? Dạ con hít đinh dưới đường á. Hít đinh dưới đường. Dạ. Dạ. Nhiều ký con? Rẻ con. Hồi sớm trên kia 5.000 con không bán rồi. 5.000 mấy chứ không có nhiều đâu, tại vì có đồ đi nó vậy. Còn thêm con chút nữa được không? Chứ 55.000 hết đó, chứ không có đâu. Cô nói thiệt, không phải mua rẻ của con đâu. Cái đi con hút nó hết, nó đường như là cái đồ đi dùng dụng dụng dụng. À, nào à, đi. Dạ, con đi hút đinh siêu việt mà, từ Nam ra Bắc. Dạ. 55.000 cả nhà. Thôi bán luôn cho nó nhẹ cái xe chứ, treo hoài trên xe nặng quá. Còn điên cô ơi. Ủa, quên cái bao dây chai chúng nó bỏ lại rồi. Xém nó bỏ bao dây chai lại rồi. Đụng chai nhựa này luôn chứ. Bị vô khu đông dân cư cả nhà. Ở đây mua giá sắt nó thấp quá cả nhà. Hôm qua, chiều hôm qua thì chủ dựa dây chai kia mua có 4.000 không bán. Sáng thì anh kia mua có 5.000. Ở đây cô mua có 5.000. Tam Kỳ 27 km nữa. Còn hiểu phải vô sân bay Chu La. Tháo cái đinh sắt này ra cả nhà. Dính cũng nhiều nhiều rồi. Dính ra 2 ngày hai lúa bán được sáng là 52.000 với 55.000, 107.000 hai ngày. Chứ còn trên đây xe mớ nữa, chắc khoảng 2 ký chai. Cũng như ngày cái năm mấy ngàn. Phải bán được 8.000 thì được đỡ quá rồi. Được thêm 20 mấy ngàn nữa rồi. Mới chết hai ba con luôn, 1, 2, 3 đinh đây nữa nè. Đinh nè. Gác máy tháo đổ vô cả nhà. Gần 4 giờ cả nhà. Sao mỗi lần mà chiều tới là cứ vô trung tâm nữa. Sớm giờ không vô trung tâm, giờ có vô trung tâm. Hai lúa có duyên vậy đó. Đây có vừa dây chai, hai lúa vô bán cái mối dây chai này.
2,8 kg. ngàn ký. Sắt từ nãy cũng hỏi có 5.000 cả nhà. Tiếp tục đi thôi cả nhà, tìm dây chai nằm ở bên trong cái hẻm. Ở đây sắt ghẻ quá ta, mua có 5.000. Ai lúa sách quyệt sách dụng vô hỏi nhiều quá, cô nó có 5.000, mà cái này đâu có nhiều đâu, chưa tới nửa ký thì thôi không có bán. Đây là Phạm Quang Đồng, thị trấn Núi Thành, Quảng Ngãi. Đây có cái chùa rất lớn cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa Minh Tâm. Minh Tâm hay Minh Tân đây? Minh Tân. Vậy là cũng như 2 ngày lúa bán được 121.000, cũng như ngày được 60.000. Tại vì hôm qua không có cái nhà lụm, nó không có được nhiều hết. Buổi sáng này với ngày nay lụm đỡ đỡ hơn. Về chai. Đây có cái công viên nè cả nhà. Nhìn rất là đẹp. Đây là cầu An Tân. Kế bên đó là đường sắt. Đà Nẵng 86 cây, trung tâm thị trấn Núi Thành 1 km. Kính chào quý khách. Phạm Quang Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Bác Tài tặng ổ bánh mì cả nhà. Cảm ơn bác Tài rất nhiều. Lùm cái chai nước rồi rửa tay ăn cả nhà. Bốn rửa. Cảm ơn bác Tài rất nhiều luôn, cho ăn còn cho uống nữa. Bánh nữa hả? Đây, bên này.
kem nữa. Dạ. À, nhiều vậy. Em kem cho khỏe được chị. Rồi. Quý quá. Rồi cảm ơn anh Tài rất nhiều. Trời mưa đó, trời ơi mưa đó. Dạ, trời đang chuyển mưa nè. Chưa biết sao đây. À luôn nè. À được á. À được hả? Bây giờ đi nữa. Trời tối rồi. Dạ đi. Ờ đen hồi coi sao. Chỗ này nghỉ thì còn hơi sớm quá cả nhà. Giờ mới có 4 giờ rưỡi. Nha thì chỗ này dăng dỏng cũng hơi khó. Dạ lúa tiếp tục đi cả nhà. Trời chắc không mưa đâu. Mây kéo vậy thôi. Tới đâu hay tới đó cả nhà. Chứ giờ chỗ này dăng dỏng ngủ cũng được rồi. Khó ngủ lắm. Tiếp tục đi thôi cả nhà. Còn ngoài đó là gian võng đâu có được đâu. Sát cây xăng quá, đâu có nấu nước gì được. Tiếp tục đi thôi. Trời, kéo mây quá mà chắc không mưa đâu cả nhà. Nãy giờ lúa đi cũng nửa tiếng rồi nhưng mà không có mưa. Nếu có mưa thì ở đây trung tâm mà lúc mưa thì cũng dễ rồi. Mình đi kiếm chỗ cho nó thích hợp, bằng văng võng đồ nằm thoải mái hơn. Còn chỗ nãy ngoài kia thì nó không được thoải mái mấy. Là anh cá là mình có một lần à. Huyện Núi Thành. Cả nhà. Mà biết chợ gì đây. Giờ này 5 giờ 40 rồi. Đây là chợ này cả nhà, mà không biết chợ gì nữa. Chắc là lúa vô đây nghỉ cả nhà. Đây vô trong chợ này nghỉ đây. Mày kéo xe vô cả nhà. Rồi, ngon lành. Ô. Nó kéo vòng qua đó thôi. Bên kia có đồ giăng cây kìa. Bên kia có cột giăng ngon hơn. Kéo qua đó đó cả nhà. Tôi luôn gắt máy kéo vòng qua bên kia đi. Giờ kéo xe vòng qua đây cả nhà. Mấy cái cây này tối có thể dần dỏng ngủ được cả nhà. Quá tốt rồi. Nấu ăn thì họ lên đây nấu ăn. Ở đây có điện nè cả nhà. Mà không biết có điện không. Thì để chút phải lúa thử có điện cả nhà. Chắc ở đây ta cúp điện rồi. Chắc không có. Giờ lúa rửa tay cái chân rồi nghỉ ngơi một tí cả nhà. Rồi sẽ nấu ăn. Lúa mới nấu cơm chín cả nhà. Chiên mấy cá mất thời gian lâu quá. Cái chảo thì dầu mỡ còn, lúa bỏ vô cơm vô gan thôi.
Định hồi chiều tính không nấu cơm ăn cả nhà. Tại chiều có ăn ổn mì lúc 4 rưỡi chiều đó, cho nên nó không có đói không. Mà nhưng mà sợ tấu nó đói cả nhà. Ăn bánh mì hoài thì nó ngán. Nè, bánh mì còn nhóc cho cả nhà. Bánh mì bự này như còn 3 ổ hay gì á. Cái bánh mì nhỏ nhỏ này nè, còn 5 ổ nữa. Cho nên ăn mì quá, ăn mì nhiều quá nó ngán cả nhà. Cho nên thôi nấu cơm ăn. Rồi mời cả nhà dùng cơm với hai lúa nha. Nấu xong cái 7 giờ mấy luôn. Cá muối mặn chát luôn cả nhà. Không có gói nước mắm luôn. Đi cái chợ gì nữa, chiều thấy cái bảng cấm chợ cái không có lại đây, cái thấy rồi lũ vô luôn, không có dòm được cái bảng hiệu chợ luôn. Trời mưa là cả nhà, nước chảy thôi nè. Hy vọng nước nó sẽ không bị chảy mạnh xuống đây, chảy mạnh xuống đây là hai lúa hơi cuốn giỏng. Quá trời, càng ngày càng lớn luôn rồi. Thôi là hai lúa kiếm được cái chợ ở đây để nghỉ ngơi cả nhà. Không thôi mắc mưa rồi đó, quá rồi. Chắc là nước nó cuốn dẫn quá đây nè, để nước nó trên chỗ này nè. Đây bây giờ nếu mà quá là nó sẽ dập xuống xuống này luôn. Quá trời lớn luôn rồi. Vậy là không sao rồi các bạn. Nước chảy rồi không sao rồi. Rồi coi bên đây nước chảy ra nè. Dữ dằn nè. Trời ơi, trời mất đi dép luôn. Hai lúa nãy tính gian cái giỏng ngoài này để nghỉ ngơi cả nhà, nhưng mà thấy nó gần lộ quá, thôi hai lúa không có gian. Không gian giỏng ngoài đó, thì hai lúa vô sát bên trong để gian cả nhà. Gian giỏng bên trong cho nó an toàn xíu cả nhà. Xe thì hai lúa phá cẩn thận lại rồi. Có chim mấy chai nước đổ dưới chân cả nhà, dưới bánh xe hết. Tám gửi đúng luôn cả nhà, ở đây quá cho mũi luôn. Nãy lúa nấu cơm, gạn cơm xong rửa chén rửa bát, sắp xếp đồ đạc cho lên xe cho gọn gàng hết. Mũi cắn miếu chưa, nhăn cái giọng chuẩn bị chui vô nằm để chỉnh sửa video cả nhà. Thì là hôm nay hai lúa xin kết thúc hành trình đi bộ siêu việt từ Nam Bắc Phúc Linh về lượm dây cha của mình ngày hôm nay cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo hai lúa nhé. Cả nhà hãy đăng ký kênh và chia sẻ để giúp cho hai lúa thêm động lực, hai lúa tiếp tục hành trình của mình nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo hai lúa nhé. Bye bye.